Chào bạn, ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách tạo tài khoản Affiliate để tiến hành làm Affiliate với Florida Center. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào cái website đó là affiliate.floridabusiness.com, đúng không ạ? Rồi, ở cái giao diện này thì các bạn tiếp tục các bạn click vào ở cái phần đăng ký tài khoản Affiliate này, hoặc là kéo xuống dưới phần footer, click vào cái phần Affiliate này, đúng không ạ? Rồi, các bạn hoặc là các bạn click vào cái nút tham gia ngay này đều được, đúng không ạ? Ở đây thì tôi sẽ tiến hành click vào tham gia ngay. Để tạo một cái tài khoản Affiliate với Florida Center thì nó cực kỳ dễ thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến ở cái giao diện này thì các bạn tiến hành điền họ tên của bạn này, đúng không ạ? Rồi tên người dùng. Ở đây thì các bạn hãy sử dụng cái email của bạn, đúng không ạ? Hoặc là bỏ phần này đi cũng được, đúng không ạ? Tốt nhất, đúng không ạ, cái tên người dùng của bạn là cái tên viết liền không dấu. Ở đây thì tôi lấy email luôn, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến cái phần tài khoản email này. Rồi, để chúng ta sẽ nhận những cái thông báo mà Florida Center sẽ gửi cho chúng ta. Ví dụ như là có đơn hàng thành công hay là có cái hoa hồng thì chúng ta sẽ được nhận email. Rồi, email thanh toán chúng ta cũng để là cái email mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất, đúng không ạ? Rồi, địa chỉ website. Ở đây nếu bạn không có website á thì các bạn hãy để cái địa chỉ Facebook của bạn. Còn bạn có website thì bạn để điền cái địa chỉ website của bạn vào đây. Ok. Ở cái phần này thì các bạn có thể viết là quảng bá ở trên website bằng email, rồi vân vân. Rất là nhiều tài khoản khác nữa, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì các bạn điền mật khẩu của bạn vào. Mật khẩu là mật khẩu để các bạn truy cập vào tài khoản Affiliate ở trên Florida Center, đúng không ạ? Rồi, ở mật khẩu này thì các bạn điền vào. Thì để cho bảo mật thì các bạn nên điền vừa chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt, đúng không ạ? Chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt. Ok. Và khi mà điền đầy đủ thông tin này các bạn kiểm tra một lần nữa này. Và các bạn click vào đăng ký. Rồi, chúng ta chờ một chút. Đó. Khi mà nhận được cái thông báo này, chương trình Affiliate sẽ được Florida Center xét duyệt thủ công. Để kích hoạt tài khoản của bạn, bạn cần nhắn tin vào Zalo này để được phỏng vấn. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu, bạn sẽ được kích hoạt tài khoản trong 24 giờ, đúng không ạ? Thì cái công việc của bạn là copy cái đường link này, đúng không ạ? Rồi, các bạn sẽ truy cập vào cái tài khoản Zalo ở trên website này hoặc là ở trên điện thoại của bạn đều được, đúng không ạ? Để các bạn truy cập vào cái nhóm này và các bạn tiến hành nói với admin của cái nhóm này, đúng không ạ? Là em đăng ký tài khoản Affiliate ở trên Florida Center thì rất mong, đúng không ạ, rất mong ban quản trị phê duyệt cho em đó, thì quản trị viên sẽ tiến hành phê duyệt cho các bạn, đúng không ạ? Đây, các bạn tiến hành tham gia nhóm này đó, thì trong vòng 24 giờ nếu các bạn đủ yêu cầu thì các bạn sẽ được Florida Center duyệt làm đối tác cung cấp những cái khóa học, sản phẩm, dịch vụ ở trên Florida Center, đúng không ạ? Rồi, khi mà các bạn đăng ký thành công tài khoản rồi thì các bạn sẽ nhận được một cái email, đúng không ạ? Ngay lập tức các bạn sẽ nhận được một cái email gửi về tài khoản mà các bạn đã đăng ký đấy, cái tài khoản email mà các bạn đã đăng ký. Rồi, các bạn mở cái tài khoản Gmail lên. Đây thì các bạn sẽ nhận được một cái email như thế này đây, đúng không ạ? Đây, Affiliate for Florida Center. Rồi, xin chào Andy, cảm ơn bạn đã đăng ký cộng tác viên trên Affiliate Florida Center. Chúng tôi hiện đang sẽ yêu cầu làm cộng tác viên của bạn và sẽ sớm liên lạc với bạn, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Thì cái công việc của chúng ta là chờ thôi, đúng không ạ? Ok, khi mà các bạn đã được ban quản trị website Florida Center xét duyệt, chấp thuận cái đơn làm cộng tác viên rồi thì chúng ta sẽ nhận được một cái email như thế này. Đó. Xin chúc mừng Andy, yêu cầu làm cộng tác viên của bạn trên affiliate.floridabusiness.com đã được chấp nhận đăng nhập vào khu vực cộng tác viên của bạn tại cái đường link này, đúng không ạ? Ngay giờ phút này thì các bạn có thể kiếm tiền với lại Florida Center rồi. À, tôi sẽ load lại thì chúng ta sẽ đến với cái trang quản trị cái tài khoản Affiliate của chúng ta ở trên affiliate.floridabusiness.com, đúng không ạ? Đây, cái ID cộng tác viên của tôi là 13. Đó. Đây là cái đường link giới thiệu của tôi. Đó, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có những cái mục như là thống kê này, biểu đồ, các giới thiệu, lượt truy cập, rồi cài đặt đăng xuất, đúng không ạ? Đó. Nếu các bạn muốn đăng xuất thì các bạn click vào đây đăng xuất. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo thử một cái đường link. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái trang chủ của cái website này lên.
cái công việc của bạn bây giờ là tạo link và tiến hành quảng bá ở trên Facebook, YouTube hoặc là website cá nhân của bạn hoặc là các tài khoản mạng xã hội khác. Đó, thì công việc của bạn là tìm kiếm khách hàng thôi và gửi cho họ cái đường link đấy, họ đăng ký thông qua cái đường link của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận được hoa hồng và dĩ nhiên cái đơn hàng đấy phải thành công rồi, đúng không ạ? Ok, thì ở đây sẽ có những cái sản phẩm như thế này, đúng không ạ? Ở đây sẽ có sản phẩm như này. Thì ở đây tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này lên đi, đúng không ạ? Affiliate Master Coaching này. Đây, tôi sẽ copy cái đường link này. Rồi quay trở lại trang quản trị, đúng không ạ? Quay trở lại trang quản trị Affiliate. Đây, sản phẩm của chúng ta đây. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành dán cái đường link vào đây. Dán đường link vào đây, đúng không ạ? Ctrl V dán vào đây. Và nếu như các bạn giới thiệu trên website thì các bạn có thể ghi là ở trên website để chúng ta có thể biết được là đến từ nguồn nào, đúng không ạ? Đó. Rồi, clip có tạo URL. Rất là tuyệt vời. Và công việc của chúng ta là copy cái đường link này. Copy, đúng không ạ? Copy cái đường link này. Chia sẻ. Đó, các bạn chia sẻ ở trên những cái tài khoản của chúng ta. Những cái kênh như là Zalo, YouTube, Facebook, vân vân. Để chúng ta tìm kiếm khách hàng. Thì để tránh cái tình trạng cái link affiliate bị Facebook chặn, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải copy và chúng ta làm một cái bước nữa là rút gọn link. Các bạn cần phải rút gọn link, đúng không ạ? Các bạn truy cập vào cái bit.ly này. Các bạn tạo một cái tài khoản trên bit.ly này, các bạn rút gọn được rồi. Đồng thời á, ngoài cái tính năng để cho Facebook không chặn, đúng không ạ? Không chặn cái này khi mà chúng ta chia sẻ quá nhiều, chúng ta spam quá nhiều. Tốt nhất, đúng không ạ? Là chúng ta nên đổ về một cái phễu Zalo nào đó để chúng ta đưa cái đường link này. Chứ tránh tình trạng spam, chúng ta đi đâu chúng ta cũng thả link ở trên Facebook thì rất dễ, đúng không ạ? Rất dễ cái đường link của chúng ta bị chặn, đúng không ạ? Và chúng ta không chia sẻ nữa. Thì cái điều đó chúng ta sẽ rất khó khăn để chúng ta có thể marketing, đúng không ạ? Ở trên Facebook. Rồi, bây giờ các bạn tạo một cái tài khoản ở trên bit.ly.com, đúng không ạ? Rồi, các bạn dán đường link vào đây. Đó, đường link rất là dài, rất là khó nhớ. Thì các bạn rút gọn link đi thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi, các bạn copy cái đường link này đi để các bạn giới thiệu. Ok, rất là đơn giản. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản affiliate ở trên Freelancer rồi. Và công việc của bạn bây giờ là các bạn hãy tạo cho mình một cái tài khoản, nhắn tin, đúng không ạ? Nhắn tin cho admin ở trong cái group, đúng không ạ? Để tiến hành active tài khoản chúng ta và chúng ta tiến hành làm affiliate với Freelancer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.